Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 178. Tiếp theo phần trước, Tiểu Diên Nhi đột phá nguyên thần kiếp cảnh. Được Lục Châu Ban thưởng Phạm Thiên Lăng, giải lụa như ý của Tam Thái Tử Na Cha, biến dài ngắn phụ thuộc vào tu vi người sử dụng. Sau đó nàng liền đánh cho Kim Đình Sơn gà không dám đẻ, chó không dám động đực người dính đòn tất nhiên là phan trọng hắn dí chu kỳ phong còn minh thế nhân thì dí đoan mộc sinh còn lục châu thì đang xem xét bích lạc tàn phiến mang vị danh kiếm ra chém làm đôi nhưng nó nhanh chóng khôi phục như ban đầu lúc này lục châu cầm bích lạc tàn phiến lên xem xét đích xác là không có vết cắt giống như chưa từng bị cắt qua vậy nhìn nó thì quả thực là cái đồ vật rất thú vị trong lúc hắn đang ngắm nghía thì đột nhiên minh thế nhân vẻ mặt lo lắng chạy tới quỳ gối hét lớn đồ nhi bái kiến sư phụ chúc sư phụ vạn thọ vô cương lưỡi dẻo như kẹo múa mỏ chân tuột như lươn điều này làm lục châu nhìn tên này cũng á khẩu thầm nghĩ chắc cái công phu vuốt mông ngựa này là học được từ con hàng lão bát chư hồng cộng đây mà từ ngày tên đó trở về kim đình sơn lúc nào cũng được nghe hắn nịnh hót thế là liền chắp tay sau đuít nhẹ giọng hỏi có chuyện gì minh thế nhân lập tức báo cáo đồ nhi tới là có hai chuyện muốn bẩm báo với sư phụ một là phan trọng xin nghỉ phép để quay về gia tộc tế bái tổ tiên đồ nhi thấy sư phụ đang nghỉ ngơi không dám làm phiền cho nên đã tự chủ trương đồng ý cho hắn đi trước rồi điều này làm lục châu khá ngạc nhiên tế tổ sao minh thế nhân liền giải thích phan trọng từ khi luyện tam âm thức người không ra người ma không ra ma băng bó như xác ướp ai cập chứ trước đây cũng đẹp trai sáng bóng người người vì vậy ba năm qua hắn chưa từng quay trở về gia tộc từ sau khi học được lục dương công coi như đã từ chó biến thành người cho nên hắn muốn trở về cúng bái tổ tiên đã phù hộ độ trì cho hắn sang năm lấy được vợ. Bất quá, hắn dù sao cũng là xuất thân từ Tịnh Minh Đạo, lần này hắn đi ra ngoài, nếu như biết được, sợ rằng cái đám Tịnh Minh Đạo kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Châu nghe xong thầm suy tính, Phan Trọng gia nhập Ma Thiên Các thì tương đương với trở thành một tiểu ma đầu rồi. Chính ma bất đồng, hơn nữa Tịnh Minh Đạo lúc trước không có bắt được con hàng lão bát, thì sao có thể bỏ qua được miếng mồi ngon như Phan Trọng chứ? Hơn nữa tên này cũng không có thủ đoạn bảo mệnh như tên béo kia, liền nhẹ giọng nói không ngoài sở liệu thì bây giờ tịnh minh đạo cũng đã liên hợp với chính nhất đạo rồi. Tịnh minh đạo cũng là chó săn của nhị hoàng tử, cho nên việc này sợ rằng là có tên Mạc Ly kia ở phía sau quấy phá. Sư phụ, cái tên Mạc Ly này ở khắp nơi nhằm vào ma thiên các chúng ta, ngài vì cái gì mà không trực tiếp đi tới thần đô, cho hắn đi gặp tổ tiên dưới hoàng tuyển cơ chứ. Minh Thế Nhân vui vẻ đề nghị, nhưng mà Lục Châu khẽ lắc đầu, đại viêm hoàng thất há lại đơn giản như ngươi nghĩ cơ chứ, hắn cũng không quan tâm chuyện này nữa, hỏi tới cái chuyện thứ hai chuyện thứ hai chính là có liên quan tới tiểu sư muội lão tứ vui vẻ nói ba ngày sau sẽ là sinh nhật 16 tuổi của tiểu sư muội chính là tuổi trưởng thành của nàng vì vậy đồ nhi cùng với tam sư huynh ngũ sư muội và bát sự đệ cũng đã thương lượng cùng với nhau phải tổ chức một buổi tiệc gì đó khiến cho tiểu sư muội vui vẻ mới được thì ra là tiệc thành niên của tiểu diên nhi điều này làm cho lục châu cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà đảo mắt một cái thì tiểu diên nhi đã tới tuổi trưởng thành rồi sao trong lúc hắn đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài ma thiên các đám con nhang đệ tử cũng xếp hàng vui vẻ chạy tới đây thỉnh an hắn dẫn đầu là đoan mộc sinh thứ hai là tiểu diên nhi thứ ba là lão bát thứ bốn là một thanh niên băng bó như xác ướp còn phải chống một gậy thứ năm là chiêu nguyệt hai ẻm đứng cuối chắc nữ tu diễn nguyệt cung cả đám tấu hài đi vào trong nhìn lục châu cả đám đều hồ hởi chào hỏi lục châu thấy cái tên thanh niên băng bó cả người kia thì kinh ngạc ngươi bị thương là sao vậy mấy ngày tu luyện thiên thư trong mật thất hắn cũng không biết được cảnh gà bay chó chạy ở bên hậu sơn của kim đình sơn thì ra người này chính là chu kỷ phong thiếu hiệp anh tài sau khi bị tiểu diên nhi dùng làm bao cát luyện công thì đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ phối cùng phan trọng quả là một đôi một cặp một tay một chân cũng đã gãy không biết cái chân thứ năm có bị làm sao không hắn nghe hỏi thì cười lấp liếm không sao vãn bối chỉ là vô tình trượt chân ngã mà thôi nhưng với người sống hai thế giới thì làm sao lừa được lục châu cơ chứ Thật sự là vô ký mà, thấy vậy, Tiểu Diên Nhi cúi đầu, đệ tử sai rồi, điều này làm cho Lục Châu tức giận, đảo mắt cũng đã 16 tuổi rồi, không còn là tiểu hài tử nữa. Tiếp tục như vậy thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ? Hắn cũng thấy Đoan Mộc Sinh có mấy vết trên người, chắc chắn là do Tiểu Diên Nhi này gây ra rồi. Sau khi có được Phạm Thiên Lăng thì càng hành xử tùy tiện, không có chút quy tắc nào cả, ngay cả sư huynh của mình cũng táng, huống hồ lấy tu vi của Đoan Mộc Sinh, làm sao có thể đánh không lại Tiểu Diên Nhi chứ? Đây rõ ràng là con hàng này nhường nhịn mà. Điều này chính là không có tôn trọng sư huynh, kia chính là không có lễ phép, về sau nói không chừng thì ngay cả người sư phụ như hắn cũng sẽ bị nàng vô lễ phải không? Không thể để xảy ra cái chuyện này tiếp tục được, thế là hắn lạnh giọng quát, quỳ xuống. Nhưng hú hồn chim én chưa, con hàng Chu Kỳ Phong nghe quát thì giật bắn người, lập tức quỳ uống ấp úng, "Cửu, cửu tiên sinh, ta sai rồi a." À, hắn thực sự phản xạ có điều kiện, khiến cho cả đám đều á khẩu. Đoan Mộc Sinh ánh mắt tức giận nhìn hắn. Thế này thì khác gì lại ông tôi ở bụi này cơ chứ? Tiểu Diên Nhi thì ánh mắt hoảng hốt nhìn sư phụ, còn Lục Châu cũng nghẹn lời. Chu Kỳ Phong thực sự đã bị đánh cho thành ngu người rồi, bị dọa thành ngốc luôn, chắc hẳn là thường xuyên bị bắt nạt rồi. Nếu thế này thì sau này còn ai dám gia nhập Ma Thiên Các nữa cơ chứ? Vì vậy liền lớn tiếng quát, Diên Nhi, quỳ xuống. Thấy sư phụ tức giận, Tiểu Diên Nhi vội vàng quỳ xuống, Phạm Thiên Lăng cũng quấn ở trên cổ của nàng. Bây giờ con cũng đã sắp tròn 16 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, không còn là tiểu hài tử nữa. Ha có thể ở dưới mắt không biết tôn trọng sư huynh chứ? Hắn chỉ quan tâm tới việc Đoan Mộc Sinh bị đánh, còn Chu Kỷ Phong thì kệ mợ mày, trong lòng thầm nghĩ, từ xưa tới nay, dạy dỗ đạo đức làm người chính là việc thiên kinh địa nghĩa mà cha mẹ, thấy cô luôn phải dạy cho trẻ nhỏ, hắn liền ra lệnh cho nàng xin lỗi. Cơ Thiên Đạo trước đây đã xem nhẹ cái chuyện này, hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân đặc thù nào đó có thể là hệ thống ác nhân trước kia cho nên mới dạy dỗ ra một cái đám nhiệt đồ như vậy nhưng bây giờ lục châu hắn đã tới cái nơi này rồi nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của cơ thiên đạo kia được tiểu diên nhi nghe xong cũng ngoan ngoãn nghe lời thành thật xin lỗi các vị sư huynh sư tỷ lại bỏ qua con hàng phan trọng bị anh hành nặng nhất đúng là đáng thương cho số cờ hó mà nghe nàng nói đoan mộc sinh cười xua tay cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi dù sao ta cũng không có bị thương cho nên vẫn có thể bồi luyện với tiểu sư muội được Chiêu Nguyệt thì tất nhiên không có ý kiến, chỉ có con hàng lão bát là vui vẻ đáp, không có việc gì, đây đều là việc các sư huynh nên làm mà. Nhưng đột nhiên hắn giật mình, nhìn thấy vẻ mặt sư phụ cao có, vội che cái mỏ hỗn của mình lại, thầm nghĩ, ạc, nói ra cái lời này, chẳng phải là phủ định lại ý tứ của sư phụ lão nhân gia ông ấy sao, hắn không muốn bị phạt nữa đâu. Lục Châu nhìn cả đám con nhang đệ tử, ta ngược lại cũng không thèm để ý tới ý kiến của người khác, hay là nàng táng người bên ngoài bảo sao con hàng phan trọng liền bị chẳng có ai thèm quan tâm nhưng mà các sư huynh sư tỷ hiểu được chiếu cố cho tiểu sư muội tiểu diên nhi đó là chuyện tốt mà điều này cũng không có mâu thuẫn với việc hắn dạy dỗ tiểu diên nhi thành người lục châu lạnh giọng vi sư sẽ phạt ngươi chép thái thanh ngọc giản 100 lần sau đó thấy có vẻ hơi nhẹ hắn liền bổ sung thêm đi tư quá động diện bích ba ngày nữa con hàng lão bát thì bị hắn phạt tận 3 năm còn tiểu diên nhi thì ba ngày đúng là người so với người cũng quá là chênh lệch phượng hoàng so với heo rất là khác biệt thấy sư phụ phạt tiểu sư muội minh thế nhân kinh ngạc sư phụ lão nhân gia ông ấy đây là muốn ra tay độc ác rồi đây bình thường đám con nhang đệ tử chưa từng thấy sư phụ lão nhân gia ông ấy trừng phạt tiểu sư muội của bọn chúng lần nào cả đều là chiều chuộng hết mực có sai cũng chỉ là mắng nhẹ nhàng mà thôi chuyện hôm nay là thế nào chứ cả đám đều khó hiểu tiểu diên nhi thì cũng không biết có hối cái hay đổi tính hay không nhưng sư phụ đã phạt thì nàng cũng không dám cãi cũng biết sư phụ đang rất giận mình vì vậy ấp úng, đồ nhi, lãnh, lãnh phạt. Sau đó nàng nhanh chóng dẫn theo dàn chim đồng ca của mình, buồn bã rời khỏi ma thiên các để đi lãnh phạt lần đầu tiên trong đời của nàng. Ở bên trong, lão tứ liền cất tiếng cầu xin cho nàng, sư phụ, tiểu sư muội vẫn còn nhỏ. Nhưng mà lục châu cắt ngang lời của hắn, nàng đã không còn nhỏ nữa rồi, trong lòng thì thầm nghĩ, 16 tuổi ở bất kỳ cái thời đại nào. Cái thế giới nào cũng không còn được coi là tiểu hài tử nữa rồi, một số chủng tộc, 16 tuổi đã một chồng năm con rồi ấy chứ. Đột nhiên lúc này, Lục Châu quay lại hỏi, Hoa trưởng lão đâu rồi? Thấy cả đám tụ tập mà không thấy mặt Quy lão tiên sinh chạy tới hóng hớt, có chút bất ngờ. Con hàng minh thế nhân hai chân như bánh xe, lập tức chạy đi, con sẽ đi thỉnh hắn tới đây, vốn dĩ hắn còn muốn trình bày một chút nên tổ chức sinh nhật cho tiểu sư muội thế nào cho tốt, nhưng bây giờ sư phụ tức giận, sư muội thì bị phạt, cho nên tạm thời miễn cái chuyện này đã. Rất nhanh chóng hắn cũng đã tìm được quy lão tiên sinh mang tới ma thiên các tới nơi lão sư giả liền hỏi các chủ tìm ta có chuyện gì sao lục châu thấy hắn thì liền lôi bích lạc tàn phiến ra nhẹ giọng hỏi ngươi có nhận ra cái vật này không nhìn cái mảnh này lão quy lập tức nhận ra bích lạc tàn phiến sao vật này nguyên bản chính là của các chủ nghe nói trước đây có một năm bình chướng của ma thiên các đột nhiên biến mất vật này đã bị thân thâu môn yến tam tử trộm đi cũng không biết là thật hay giả nữa hắn cũng rất muốn biết từ chính miệng các chủ nghiệm chứng một phen, chẳng lẽ đường đường là ma thiên các, hang ổ của ma đầu tổ sư gia, cũng sẽ bị những cái tên tiểu tặc kia chạy tới trộm đi đồ vật hay sao chứ? Thấy vẻ mặt con hàng này, Lục Châu nhẹ giọng giải thích, vật này bản tọa chưa từng có để ở trong lòng, vứt ở rơi vãi khắp nơi, có bị trộm đi cũng là điều hợp lý mà. Điều này làm cho Quy lão tiên sinh hoảng hồn chim én, bảo bối mà người người đuổi theo như vịt, thì các chủ lại vứt khắp nơi như rác rưởi. Trong khắp thiên hạ này, cũng chỉ có duy nhất các chủ ma thiên các mới dám phát ngôn phá của và bố đời như vậy hắn cũng rất thắc mắc các chủ hỏi ta cái này là muốn làm gì vậy lục châu cũng không giấu dếm tìm trở về bọn chúng ngài đã xem như rác rưởi thì còn tìm về làm gì chứ lão hoa rơi vào hồ nghi nhưng cũng không dám hỏi tiếp các chủ nói thất tất nhiên có lý do của hắn nếu như muốn nói ra thì đã nói rồi một thời gian ở trên ma thiên các hắn cũng đã hiểu được tính cách làm người của cơ thiên đạo vì vậy nhẹ giọng đáp bích lạc tàn phiến có tổng cộng 8 miếng, tàn mát ở khắp nơi trong thiên hạ, cụ thể ở nơi nào thì ta cũng không biết rõ nữa, nhưng nếu như muốn tìm đủ tất cả bọn chúng trở về, chỉ sợ cũng rất khó khăn đấy. Lục Châu nghe vậy thì thầm nghĩ, hoa vô đạo này không biết hạ lạc của bọn chúng cũng là điều bình thường, dù sao cũng mấy chục năm hắn giúp trong mai rùa để luyện công, không có quan tâm sư tình bên ngoài. Liền nhẹ giọng nói, thay vì tìm kiếm như mò kim đáy bể, thì nên tìm cái đám trộm cắp lúc trước thì tốt hơn, Yến Tử Vân Tam nhỉ, danh tự của tên đã tới ma thiên các trộm đồ quy lão tiên sinh nghe xong lập tức đồng ý không sai bích lạc tàn phiến đối với ngoại giới mà nói thì cũng là bảo vật chân quý vô cùng vì vậy sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất không tin tức được bất quá chính là cái đám thần thâu môn này cũng đã sớm tuyệt tích không còn đi lại ở trong tu hành giới từ lâu rồi muốn tìm được yến tử vân tam cũng không dễ dàng gì đâu lục châu không tiếp lời hắn quay sang gọi con hàng minh thế nhân vẫn im lặng nãy giờ tên này chỉ chờ có thế được sư phụ giao nhiệm vụ thì hắn hào hứng lắm có đồ nhi chắc tưởng được giao chạy đi tìm bích lạc tàn phiến về đây mà lại được ra ngoài chơi lão thất có mạng lưới tình báo trải khắp thiên hạ bảo hắn điều tra một chút tung tích của yến tử vân tam điều này làm cho khứa minh thế nhân cảm thấy như vả mặt vậy lão thất cũng đã rời khỏi ma thiên các theo lý mà nói chính là một kẻ phản bội rồi để một kẻ phản đồ trợ giúp ma thiên các làm việc điều này có hợp lý không đây vì vậy hắn nhẹ giọng hỏi sư phụ nếu như lão thất không có đáp ứng thì sao đây? Nhưng mà Lục Châu cũng không hề lo lắng tới chuyện này, hắn rất tự tin, lão thất là người thông minh, hắn sẽ hiểu phải làm thế nào. Minh Thế Nhân bất lực, không cãi được, hắn liền chuyển sang chuyện khác, vấn đề là con cũng không tìm thấy được cái bóng của hắn hạ lạc ở chỗ nào, ý là không biết liên lạc thế nào. Ở đằng sau ngay xong, lão bát liền giơ tay phát biểu ý kiến, cái này thì để biết đó nha, dù sao con hàng này trước đây đi lại rất gần với lão thất tư vô nhai, biết cũng là điều bình thường ám võng của thất sư huynh trải rộng khắp các ngõ ngách của đại viêm thiên hạ ở chỗ an dương có một chỗ đó điều này giống như bóp giái lão tứ vậy lão bát này có lẽ chính là khắc tinh trời sinh của con hàng đoan mộc sinh này hắn tức giận tóm béo ca rời đi ta sẽ đi phi thư ngay lão bát ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm gì trong lòng thì thầm nghĩ cái tên tư vô nhai này âm hiểm xảo trá không cần nói cũng biết hắn chỉ nói cho chư hồng cộng một cái cứ điểm liên lạc này mà thôi ở bên cạnh quy lão tiên sinh cười vui vẻ ha 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 nghe nói thất đệ tử của ma thiên các, âm hiểm xảo hắn đang định nói âm hiểm xảo trá đột nhiên giật mình nghĩ lại mình đang nói chuyện với sư phụ của hắn cho nên liền quay xe túc trí đa mưu xem ra cái lời nói đó không hề giả dối chút nào nếu như ngay cả minh thế nhân cũng không tìm được hắn vậy thì đừng nói tới những người khác có thể tìm được cái bóng của hắn nhìn theo hai con hàng lão tứ và lão bát rời đi lục châu nhà nhạt đáp cái tên lão thất này hoàn toàn chính xác là rất xảo hoạt quy lão tiên sinh tiếp tục múa mỏ ta vẫn một mực luôn hiếu kỳ bằng vào ta khoảng thời gian này vẫn luôn quan sát các chủ cũng là người không hề giống với người ta vẫn đang đồn đại là ác nhân ma đầu tổ sư ra tội ác trồng chất mặc dù có một chút sự tình ta không thể gật đầu bừa được nhưng có thể kiệt lực duy trì quyết định của các chủ đối với phong cách làm người của các chủ như vậy không hiểu vì nguyên nhân gì mà các chủ lại bức bách khiến cho nhiều đệ tử muốn rời khỏi ma thiên các như vậy con hàng này hồn nhiên nói mà không biết ở bên cạnh nguy hiểm đang bốc lên vẻ mặt đoan mộc sinh và chiêu nguyệt đen như than ánh mắt phát hỏa phan trọng thấy hai người như thế thì rất lấy làm lo lắng cho lão hoa lúc này minh thế nhân và chư hồng cộng cũng quay về nghe được lão hoa múa mỏ thì vẻ mặt đều nổi giận nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lão quy cho đi làm mắm chỉ có lục châu và vẫn giữ được dáng vẻ tươi cười hắn cũng không để ý tới mấy cái tiểu tiết này hoa trưởng lão ngươi nói hơi nhiều rồi đó minh thế nhân đại diện đứng ra nhẹ giọng nói quy lão tiên sinh giờ mới để ý tới sắc khí khắp nơi trong phòng thì ghen lắm cái đám báo con này hắn không dám chém nhưng đám này suốt ngày dây dưa hắn cũng rén lắm dù sao có cây đại thụ cơ thiên đạo ngồi trên đầu làm sao dám tổn thương con nhang đệ tử của ma đầu tổ sư ra cơ chứ vì vậy vội tính bài chuồn ha 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 các chủ ta có chút đau bụng ta xin phép rời đi trước ở nơi này lâu hắn chịu không nổi sắc khí của đám báo con lúc này lục châu ra lệnh cho lão tứ phi thư cho giang ái kiếm yêu cầu hắn điều tra hạ lạc của yến tử vân tam kia vừa dứt lời thì minh thế nhân tóm cổ được một em chim đưa thư sư phụ phi thư của giang ái kiếm hắn bóp cổ em chim tới phọt máu đúng là đám không biết yêu thương động vật thật đáng thương cho đàn chim điều này làm lục châu ngạc nhiên cái tên tiểu gia hỏa này mỗi lần đều là trùng hợp như vậy sao mỗi lần nhắc tới hắn là lại có phi thư truyền tới của hắn giống như có thần giao cách cảm vậy lục châu ra lệnh cho lão tứ đọc thư tên này liền chăm chú đọc cơ lão tiền bối từ lần từ biệt trước đây vẫn bối vẫn rất luôn tưởng nhớ đến ngài cơ lão tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn một cái chiêu thay mận đổi đào này thực sự là quá vi diệu mà hắn nói tới chính là việc biến ngụy trác ngôn giả thành ngụy trác ngôn thật vãn bối cũng không nhịn được mà phải vỗ tay cho ngài con hàng minh thế nhân đọc tới đây thì tự động thư kẹp nách hai tay vỗ ba ba giống như biểu hiện chân thật nhất có thể điều này làm cho đám con nhang đệ tử bên cạnh liếc nhìn hắn như thằng ngốc vậy lục châu cũng á khẩu với tên này đọc tiếp đi sau ba ngày nữa ngụy trác ngôn sẽ phụng mệnh đi tới an dương dẹp loạn Mạc Ly cùng với Ngọc Phi có rất nhiều thế lực muốn nhúng tay vào. Phong Vân Tế Hội nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện khó lường, trong thư cũng không thể nào giải thích rõ ràng cho được, vì vậy Vãn Bối nghĩ rằng sẽ nên gặp Cơ lão tiền bối một chút, trông chờ hồi âm. Đọc xong, hắn tức giận vứt lá thư đi, giọng đầy u ám, cái tên Giang Ái Kiếm này cũng tự đánh giá mình rất cao rồi đó. Sư phụ là ai cơ chứ, hắn nói gặp thì có thể gặp sao, chỉ tội em chim, lại bị táng cho một đòn kêu lên quang quác. Nỗi đau dòng họ nhà chim ở Ma Thiên Các ai có thấu nổi, chứ Hồng Cộng ở bên cạnh lắng nghe nãy giờ thắc mắc, tứ sư huynh, còn hàng giang ái kiếm này là ai vậy? Đại viêm hoàng thất, tam hoàng tử, lưu trầm, thì ra tên của cái tên ái kiếm như mạng này chính là lưu trầm. Vẻ mặt minh thế nhân chẳng chút nào tôn trọng hay vui vẻ cả, với hắn thì hoàng thất cũng chả là cái thá gì cả. Còn lúc này, giang ái kiếm đang hưởng thụ mấy em mỹ nữ tắm cho thì đột nhiên hát xì, chắc là do minh thế nhân nhắc tới hắn đây mà. Dù là đi tắm, hắn vẫn ôm ấp thanh kiếm gà trống của mình, ở bên cạnh, thuộc hạ của hắn đang bảo vệ thì lại có một cái thanh đao vi diệu. Không khác gì rùi cui trên ma thiên các mỗi lần tiểu diên nhi hùng hổ đòi đi đánh người, cũng tương đương với cái đồ chơi của các chị em mỗi khi cô đơn đêm về lạnh giá con tim. Mấy em thị nữ thì muốn giúp hắn lau chùi kiếm, chả biết là kiếm sắt hay kiếm thịt nữa, nhưng mà con hàng này lập tức từ chối, không cần đâu. Lại đây nào, ở bên ngoài lầu xanh, đám quân lính đang bảo vệ kỹ càng, không cho ai được bén mảng tới, tất nhiên là chó tới tè bậy thì không ai thèm quan tâm rồi. Hết tập 178, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.